Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Từ Tường Phố đây. Đã vui gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người vui chơi thoải mái và thư giãn trong clip của mình. Anh em hãy nhớ like, share, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để chuông thông báo những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh em đọc điều này cũng đã biết rồi. À quên, trước khi bắt đầu video chúc anh em buổi trưa vui vẻ nha. Xem video mình cách thoải mái và vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi bắt đầu thì anh em nó bị quên. Anh em nhìn tiêu đề thì nó biết là video mình làm về vấn đề gì rồi. Đó, anh em thì biết là mình qua xe vào 3 được mấy ngày hôm nay rồi anh em. Giờ hiện giờ top mình vẫn đang ở tầm trình độ top, nó vẫn đang còn sâu lắm anh em, rất là sâu luôn. Đó nên là mình quyết định hôm nay mình sẽ lạp hẳn vào đây nền VIP 3 nha mọi người nha. Nền VIP 3 mua thêm các thứ để đi rút X10 kiếm thêm pet nhiều về để mà nâng cấp nha mọi người. Bây giờ không lằng nhằng liên thuyền nữa, chúng ta cho bắt đầu lạp tiền nha. Thật sự không biết anh em nào, chắc mình không làm được đấy anh em đâu. Và chỉ một mống một thôi mọi người. Có anh em biết lý do này không? Đó, giờ vào ạc mình chỉ làm được một móng một này thôi nha. Nhất là một mình. Rồi, chúng ta bắt đầu nạp đi. 6, 7, chắc phải nạp mất 8 lần, 8, 7 à. 9 lần, 9, 7, 6, 3. 9 lần nha anh em. 1 lần. 2 lần. 2 lần. 3 lần. 3 lần. Thế là phản lên VIP 3 anh em nhận đến mưu mua quý trưởng thành luôn. Mà thêm kim cương luôn. Sự muốn nạp mấy cái mốc ca lắm mà anh em không nạp được nha. Nhìn rất là phí luôn. Mình cho anh em xem một cái nữa này. Rồi, hôm qua hết luôn rồi anh em. Hôm qua không cái mạp nạp đấy nữa mà không, nó không giờ mình không nạp rồi anh em. Biết thôi rồi luôn á. Đó, giờ cứ ngồi nạp vậy thôi. Tạm thời bị khóa, bạn muốn mở. Ủa what? Sao lại bị khóa à? Ô đau chưa này, còn giờ lại bị khóa nữa này. Anh em đợi mình một tí nha, để mình kiểm tra lý do xem vì sao nha. Rất đau buồn anh em, giờ đã bị khóa rồi, mình đã vừa ý kiến bên game rồi. Hiện giờ vẫn không thể lạp nữa nha. Đó, hiện giờ là vẫn không thể lạp nữa nha mọi người. Đó, mới lạp được 680, chưa lạp được lên mấy rồi. Đau ghê, chắc phải đợi lúc nữa cho bên game xử lý xong mình sẽ tiếp tục làm video vậy.
nữa. Rồi lần nữa ra cam ạ. 1 lần 9 lần không biết được con cam không. Có 9 quả thôi, có được một bét cam nó không. Hai, một, không được một tiếng cam nữa luôn anh em, rất đau buồn. Thử đồ trước, ta sẽ mở hết đồ đi. Mốt KC là vậy là hoàn thiếu anh em, thiếu một ít giờ chúng ta đang thiếu một ít ấy nữa, giờ mình sẽ đi nâng cấp có thứ để xem nào có không. Thao kích hoạt này, kích hoạt là đang được tiến một đám luôn, hơn 700k là trang bị mới, trang bị ngay chứ gì nữa, cường hóa lên luôn. Chắc tiến hóa cháu này thôi. Ai chà, quá ngon anh em. Xem này cháu này tiến hóa được không. Tiểu Lam mạnh nha. Đi kiếm thêm cái kim cương để rút lĩnh 10 thêm phát nữa đây anh em. Đi kiếm thêm kim cương nào. Vẫn bị mất một bét này, điên thật. Rồi, hay quá. À, đủ 3 sao anh em. Có 70 kim cương thôi hả? Vậy thì auto đây. Rồi, còn ai nào nữa mình chưa nhận thưởng à? Gì đâu thì bình thường, cái này giờ mình sẽ quét này đã nha mọi người nha, quét một lúc. Trong hồi đấy anh em cũng đã đủ tạm ổn, giờ chúng ta mới mở thêm một tính năng mới nha, bộ sưu tập có gì đây, bồi dưỡng hả, vui vậy, cha còn có bồi dưỡng này nữa à, hay nha, bồi dưỡng thôi, có bồi dưỡng thì bồi dưỡng. Thằng ạ. Vui vậy. Có cả bồi dưỡng này nha mọi người nha. Nhìn rất là hay, mình cũng chưa hiểu lắm. Nhưng mà thôi, nó có thì chúng ta cứ làm nha. Đi đâu gia tăng nhiều lực chiến. Đã thành xa lạ gì này. Hay thật ạ. Cứ xa lạ. Nâng, nó đang chắc nâng chỉ số đây anh em nha. Đó, nhìn thấy nha, nó nâng chỉ số cho chúng ta này. Xa lạ rồi này, chỉ xa lạ này, nè vẫn là xa lạ, chắc level 10 là gì nữa này. Mình tập trung nâng. Lần này mình sẽ nâng thứ hai em xem. Quá trời cái hai luôn, chưa lấy anh em, tí chưa anh em giải nhân lai mình luôn nha. Bây giờ cứ lâng xa lạ là được, nhận được kim cương là ngon đấy. Chỉ khó lần cứ lần xa lạ thôi nha. Xa lạ này, cứ lần cứ lên đủ xa lạ thôi nha. Đó. Vui thật, cứ xa lạ cái là được kim cương. Cái con này chắc đủ xa lạ luôn không? Xa lạ luôn. Điểm được chiến cộng không được nhiều nhưng mà cũng khá là hay và thú vị anh em. Gen này. Một lần nữa thì cũng hơi lâu đó. Không nợ xem nhận được gì rồi. Quà cấp, đây đúng lúc đang cần anh em. Đây là gì? Bao lì xì. Rồi nhận đã. Đúng lúc đang cần anh em, nhiệm vụ nào và đúng lúc đang cần thôi, dùng thôi. Và đúng lúc chúng ta đang cần anh em.
ngọt này chúng biết là kheo khảm chắc nên mấy never nữa anh em. 24 kim cương rất là ngon rồi, ta sẽ up x10 tiếp nha. Mình vừa còn nhặt được một quả bóng nữa luôn. Một lần nữa chắc chắn là da tím sẽ được luôn, một lần nữa up da tím nha. Lần này chắc chắn là cam đây, sẽ là được bet gì nào. Ồ, bet mới à, thì chất có 12 thôi, hơi kém tí anh em. 4 lần đỡ, quả đập nốt. Rồi, ta sẽ up thêm một lần x10 nữa nha. Chắc chắn là có bet mới rồi, nhìn cái này là có bet mới rồi anh em. Chắc toàn ra được SR nhỉ anh em nhỉ. Cũng nợ chắc là tiêu phí anh em. À tính đi đập trứng chứ. Rồi, đạt được 70 lần, nhận được em bet mới. Đây, SR tư chất 14 anh em. Quá ngon. Giờ ta sẽ vào shop nha mọi người nha. Vào shop mình sẽ chỉ cho anh em một số rất chỗ rất là hay. Đấy, anh em nhìn này. Đó, nhận được đồ cam đồng hoàng. Mình sẽ mua này trước nha. Còn đầu cái kia thì mua sau. Cái VIP 2 đã mua được rồi. Miễn phí à, miễn phí chơi luôn. Được 70 kim cương ngon lành luôn này. Mua ngay cái trái này luôn. Đó, sẽ mở hết đồ xem là được những gì nha. Chắc chắn là ra đồ cam, món gì đây. Mạnh anh em, đau ghê. Thế mà kêu chắc chắn, lừa đảo. Trang bị mới. Không có đứa nào cần trang bị mới ngoài con này ra. Wow, không có con nào cần trang bị mới luôn anh em ngoài con này ra. Ghê thật. Rồi giờ ta sẽ đến với màn tiến hóa nha anh em. Tiến hóa nào. Lên 4 sao. Đúng rồi, hay lắm. Tiếp lên em Tran. Lên 4 sao. Con em nào tiến hóa được nữa không? Thiếu à, thiếu một tí ra. Chúng ta đi nghiên cứu đồ bớt nha. Chưa lại lại nhân nay chắc chắn sẽ vui hơn nha mọi người nha. Giờ này nó hơi dài. Lên luôn, tội gì không lên. Cường hóa ngay. Nện đã lên 36 rồi à? 35 chứ. Nên vào 35 anh em. Quên. Đó, mới chơi thì bảo là không có thiếu ít nhất xếp anh em. Giờ thì thiếu ít xếp trầm trọng luôn này. Đó, lúc mình mới chơi thì mình kêu không sợ thiếu xếp anh em, giờ thiếu thịnh xếp trầm trọng luôn nha. Ta làm nâng những con mạnh mạnh nhất của đội lên trước anh em. Ta làm nốt luôn đi. Đó, con này ta làm luôn 34 rồi. Ô cha, nhìn thấy đó, thật là ban căng chứ không phải là không. Cường hóa nào. Nên anh nhắn tin từ từ nha, có gì mình trả lời sau nha. Từ từ nha anh em, cứ từ từ. Chuyện đâu còn có đó. Chuyện đâu còn có đó, từ từ anh em. Cường hóa nâng cấp hả. Nên cường hóa. Con em nào nữa không? Con em này hả? Có hai món hả? Còn hai món thì cho lên nốt luôn. Rồi ok. Nghiện Pokemon nào. Kích hoạt đống này. Thảo lại lên được chiến. Bồi dưỡng em nào đây?
HP à, giảm sát thương. Hết rồi thì phải đúng không ta? Giờ ta bắt đầu Chanel nha mọi người nha. Chanel lên top rồi. Làm mới lần coi. Làm mới. Sẽ có 400 ở đây. Rất điều nha anh em nha, mấy các bạn mà 400, 300 cái này chúng ta khiêu chiến không được nha mọi người. Em khác thì mình không nói, nhưng mấy bạn mà cứ lực chiến thấp thấp cái đấy mình không vào khiêu chiến được nha. Mấy anh em bị giống mình không? Ồ, nhìn tìm chết thế toàn error rồi. À đâu mình cũng ra thay em SR chứ. Đội hình mình giờ là có hai em ấy. Nhưng mà Cham Cham được chiến không được cao không? Đã mà đổ qua rồi SR thì mới được chiến cao không? SR này mình còn em hai em nữa mà, hai em SR. Giờ được chiến 770k, chúng ta sẽ thử thay đổi qua em này nha. Và nghiên cứu poke đã. Tái sinh lại, có gì mình tái sinh lại lần nữa cũng được. Chúng ta sẽ thử đi tái sinh rồi nâng qua bên em kia xem nào, bên này em nào ngon hơn nha. Em nào ngon hơn nha. Nam. Đủ rồi anh em. 23, 24, 25. Chà, khi mà rút anh em rút được cả lại điểm này nha, khá là ngon nha. Thế này thì ngon rồi đâu nữa. Hơi thấp hơn một tí anh em, nhưng mà không sao, như này vẫn ổn. Như này thì cũng ổn nha, không sao. Cũng khá là ổn á. Rồi. Hơi bị tụt lực chiến một tí à. Hơi tụt lực chiến một tí thật. Nhưng mà không sao nha, cũng ổn hơn là lúc nãy nha anh em nha. Như này vẫn ổn hơn lúc nãy một xíu, dù sao cũng ổn hơn. Và ta đi bắt đầu đi chiến đấu này. 760 à. Khiêu chiến 760 luôn anh em. Chạm chắn nhẹ coi. Xem bên nào mạnh hơn anh em. Mình sẽ đánh tốc độ nhanh cho nó nhanh. Bên đây thắng à, ô trường ngon. Thắng rồi anh em. 64. Kiều chiến tiếp. Nó cứ lắc lắc ra sao nhỉ.
Lạc kê luôn anh em. Anh không nổi luôn. Giờ ta sẽ đi xem nào xếp hạng. Đây được 85 nha anh em, 85, 87. Đó. Mình sẽ cố gắng neo nữa thôi. Chỉ có thể hiện là anh em bù like cho dế nha mọi người nha. Thôi mình kết thúc video tại đây này. Có thể hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye mọi người ở video tiếp theo nha.